mày có lũ khốn nạn toàn đi suối mấy bà già với đứa con nít không? Đó, giờ tao đố mày khỏi gần chủ nhật, bữa nay mày ngon mày ra đi, mày thấy cái cảnh. Con người ta có cái óc suy nghĩ phải biết làm sao mà có lợi cho dân cho nước, chứ đâu phải là vì mấy trăm ngàn đồng bạc. Đúng rồi, bao giây hết rồi, giờ không có thằng nào mà chạy tiếp, không có thằng nào mà chạy được thoát đâu, thật sự mà nói vậy, bảo đảm luôn. Bây giờ là hợn nào ta là đập thằng đó thôi. Bây giờ đang truy bắt chứ bộ, đang truy bắt cái lũ ba que mà nó đang trà trộn vào trong nước rồi nè, đang truy bắt tụi nó. Nhà nước người ta để cho quậy một ngày không phải là quậy, nhưng mà người ta vẫn tôn trọng ý kiến của dân, cái đó là một cách người ta lấy ý kiến của dân, người ta tôn trọng dân, người ta để cho dân xuống đường, nghe không? Để nói lên cái chứng kiến của mình, để tôn trọng cái nhân quyền của con người, cho nên người ta để cho một ngày chủ nhật mà xuống. Nhưng mà mấy cái thằng con chó này nó lợi dụng vào cái đó rồi nó mướn người ta đi phá hoàng, phá làng, phá xóm, phá hoại. Thấy không? Đảng Cộng sản người ta làm việc là người ta biết trước biết sau hết, chứ không phải là như cái lũ mà ngụy quân ngụy quyền như tụi mày đâu. Cho nên 43 năm nay chạy chết mẹ luôn, bây giờ cầu cạnh van xin về nước, thấy đất nước người ta bắt đầu lên phát triển, người ta cho đất, người ta có đất, người ta cho làm khu đặc khu, thì bắt đầu ghen tức lên, rồi bắt đầu là phá, tìm cách phá suối, dân đi phá. Mẹ tụi mày tao nói là cái lũ mà ngụy quân ngụy quyền tụi mày, thấy không? 43 năm nay rồi mà nó ở dưới cầu tiêu mà sơn vỏ nên chưa bắt được nó đó. Chứ nó mà nó ở trên mặt đất là bắt được nó rồi, thằng Diêm Nguyên Nguyễn này nè, tại nó chui kỹ quá, nó trốn trong cầu tiêu mà bây giờ nó ngồi nó tích chát với mình, nó cũng ngồi trong cầu tiêu nữa, nó chết chát chứ đâu dám ra ngoài đâu. Đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ là cứ đập thôi chứ không có tha nữa. Tha tụi này một lần hai lần nữa chứ, cái này nó cố tình mà. Nhưng mà mình nghĩ là không dám nữa đâu, bây giờ sợ rồi. Đúng rồi. Giờ nó sợ lắm rồi, nó không dám nữa đâu. Bây giờ mà cho tiền tụi nó lại, tụi nó ra đường phá nó cũng dám nữa đâu, nó sợ lắm rồi. Đúng rồi. Bởi vậy cho nên đó là Dũng cũng xin quý bác cô chú là nên bình tĩnh. Nếu mình có điều kiện thì mình lên mình giải thích, mình nói những cái kiến thức mình cho dân mình nó hiểu, cho người dân người ta hiểu, phụ với lại cơ quan truyền là coi như là cơ quan tuyên giáo, để cho người ta, người dân người ta càng ngày người ta còn hiểu rõ hơn về cái chính sách của đảng và nhà nước. Người ta làm tất cả là để vì dân, vì cái đất nước này, thấy không? Là họ muốn đất nước này được kêu như là được phồn thịnh đó, được phồn thịnh, là đất nước chúng ta được phát triển để mà sánh bằng với năm châu bốn bể, chứ không phải là người ta hại người dân mình đâu. Chẳng qua là người dân mình, người ta chưa có, không phải ai người ta cũng có điều kiện người ta truy cập vào internet đâu quý vị. Một số người dân người ta chưa có, người ta cũng lớn tuổi rồi, người ta cũng không có rành về vấn đề mà internet, cho nên người ta không có theo sát cái thời sự, cho nên người ta mới lỡ, người ta nhận tiền người ta làm những cái chuyện như vậy thôi. Chứ còn mà những cái người dân hiểu biết thì đâu có ai mà ra đường mà làm những chuyện như vậy, đúng không ạ? Thì cũng có người này người kia thôi, chứ không phải là ai cũng vậy hết. Cho nên nó là
là chúng ta là cứ quyết liệt hơn nữa trong cái mạng truyền thông của chúng ta, mỗi người lên cứ có một cái tiếng nói. Đi Sài Gòn thì êm rồi, không còn gì á. Sài Gòn bây giờ là nhưng mà Sài Gòn người ta cũng không có chủ quan đâu, các cơ quan an ninh người ta cũng đang tuần tra ráo riết, người ta đã lập chốt được chặn, nhưng mà người ta canh me con chó nào mà ra là đập thôi chứ không có nói nhiều. Bây giờ là đập thẳng tay bắt ngay thôi chứ không có để nó sống nữa. Lần này là bắt hết, đủ rồi, đủ truy tố rồi, đủ bằng chứng để truy tố tụi bay rồi. Tụi bay phá hoại nước, phá hoại nhân dân. Chứ này là có đủ bằng chứng rồi đó các bạn. Như đó là đủ rồi, không còn phải chờ đợi gì nữa. Họ đã là bắt. Bây giờ tụi cái lũ này nó không còn gọi là cái lũ phá hoại bình thường nữa đâu, mà là một lũ khủng bố xuyên quốc gia. Cái lũ khủng bố mà nó gọi là khủng bố xuyên quốc gia đó. Cho nên nó là lần này chích thằng nào ra là bắt, chứ không có để chưa một thằng nào hết, bắt xử lý theo pháp luật của nhà nước, không có tha, không có cho bảo lãnh nữa. Vậy đó, nhà nước sẽ làm căng như vậy đó, mới trấn an được, mới dẹp được loạn ngoại bang. Còn chúng tưởng rằng nó giống như 43 năm trước kìa, cứ để đó đi, đúng không? Rồi tụi mày sẽ thấy, đúng không? Thằng nào có bản lãnh thì bước ra đường. Từ nay giờ đi, bản lãnh mà bước ra đường mà la lên tiếng thì thấy cái cảnh một câu thôi là bị bắt liền. Dân nó bắt chứ không phải là nhà nước bắt. Nhà nước người ta cũng đâu có biết đâu, người ta lo chốt chặn cái khu vực của người ta thôi. Sao ông, cái đó là nó phá hoại, nó là khủng bố rồi, thấy không? Chứ không gọi là lỡ, nhưng mà tại vì là lúc trước đây là do người ta chưa có, người ta không biết, người ta thiếu hiểu biết. Bạn Sơn Chu Thái, thấy không? Người ta không hiểu biết, bị dụ, đúng không ạ? Chứ không phải, nhưng mà bây giờ, bắt đầu kể từ bây giờ đi rồi thử đi rồi thấy ha. Coi còn có lỡ nữa không? Người dân Việt Nam mình là người ta có cái câu nói hay lắm, quá tam ba bệnh, đúng không? Cho nên nó là người ta thả cái lần đầu, không lẽ lần đầu mà mình thấy, người ta cũng để cho có cái cơ hội để quay đầu, đúng không? Chứ không phải là nhà nước người ta không xử lý đâu, người ta để cho một lần, đúng không? Chứ còn mà bây giờ là không còn cái kêu bằng là thoát được nữa rồi. Bây giờ là giá nào cũng bắt cho được, và đủ cơ sở để truy tố là một tổ chức khủng bố, đủ rồi đó, đủ bằng chứng khủng bố rồi đó. Những cái thằng nào mà lên mạng mà xắt động dân nữa, không xúi dân này nha, là từ từ sẽ bị bắt hết, cho dù bất kỳ ở quốc gia nào cũng bị truy nã hết, từ từ gom về Việt Nam hết. Không có để cho một thằng nào thoát, để cái luật an ninh ra là như vậy đó. Để người ta nắm lại cái tình hình, người ta truy tìm những cái thằng nào mà lên mạng mà. Nhưng cái thằng Jimmy Nguyễn này là từ từ bị bắt hết rồi. Gặp mà an ninh mạng mà ra, cái luật an ninh mạng ra là Jimmy Nguyễn nãy giờ bị bắt rồi đó. Nếu mà nó ở trong nước là bị bắt rồi đó. Còn nó ở ngoài nước là có thể truy nã nó được rồi đó. Đủ rồi đó, đủ bằng chứng rồi đó. Đó là an ninh mạng là ra là những cái câu nói của thằng Jimmy Nguyễn này là đủ truy tố rồi đó. Đủ bắt rồi đó. Rồi đó mà mày sủa đi nha, mày sủa đi, còn vài ngày nữa là rồi rồi đó. Tới tụi mày giờ nè. đúng rồi. Em khoái nhốt tụi nó vô chuồng heo mà cho nó dành ăn với heo, mình ngồi mình cười mới đã. Cứ bắt được nào nhốt vô chuồng heo đó. Cho nên nó là quý vị yên tâm đi. Thấy không? Tụi nó còn vài ngày nữa là nhốt tụi nó vô chuồng heo cho dành ăn với heo hết, bây giờ khóa mõm cho nó lại. Cho nên nó là thôi thì giờ này nó cũng chưa rồi, cũng hôm nay cũng không có đề tài gì đâu, tại vì nói chung là mình cũng lên đây để báo cáo tình hình cho bác cô chú biết Sài Gòn này giờ này là yên tĩnh
và các lực lượng chức năng vẫn đang cảnh giác cao độ, truy tìm những thành phần tử mà xúi dục dân, cho tiền dân để mà để cho dân xuống đường phá hoại, là mấy lực lượng an ninh người ta đang ráo riết truy tìm, thấy không? Và được người dân phối hợp nữa. Bây giờ người dân ở đây, thành phố này, người ta đang cảnh giác cao độ lắm. Mà tôi thấy là lạ mà vô xóm mà dụ con người ta, dụ mấy đứa con nít hay là dụ mấy người già là người ta bắt, người ta giao cho cơ quan công an hết. Người ta không có để. Người dân, người nhà nhà dân, toàn dân thành phố Hồ Chí Minh là đang cảnh giác cao độ đối với cái bọn giặc này, cái bọn khủng bố này là phải tiêu diệt tận gốc chứ không có chưa thằng nào hết. Không? Chứ người dân người ta không chấp nhận cái chuyện mà người ta bỏ công bỏ sức ra bao nhiêu năm trời, người ta làm, người ta xây dựng đất nước, người ta xây dựng một thành phố sạch đẹp như vậy mà để cho cái lũ khủng bố nó từ ở đâu nó tới nó phá là không có đồng ý, không có người dân nào mà đồng ý. Cho nên quý vị và các bạn cứ yên tâm đi, toàn dân thành phố người ta quyết tâm mà ta sẽ dẹp cái bọn giặc này tận gốc luôn, không chừa thằng nào luôn, kể cả những thằng mà lên mạng mà bố láo bố léo là ta đang chỉ tìm luôn, xác động nhân dân là người ta tìm hết, hốt hết, không chừa một thằng nào hết. Dạ. Cho nên nó là quý vị và các bạn ở các cái địa phương của mình đó, nên là chúng ta nói với những người dân, nhất là những người già, người ta già rồi, người ta cũng sống quá nửa đời người rồi, những người già, những cái cụ như là 60-70 tuổi đó, mình gặp người ta mình khuyên người ta đó. Và những cái trẻ em, tụi vị thành niên nó còn tháng này tháng hèo rồi đó nè, khuyên tụi nó đừng có ra đường chơi. Chào anh Trần Siêu. Khuyên tụi nó là ra đường là không có nghe lời những bất cứ một ai xúi bảo, đưa cái gì cũng không có cầm, cho tiền cũng không có lấy, đúng không? Rồi những cụ già cũng vậy, xúi họ, bảo họ là đừng có nhận tiền của ai hết, đừng nghe lời ai mà ra ngoài đường hết, hãy ở nhà với con với cháu mình cho nó khỏe đó. Một mình và mình những cái anh em mà làm truyền thông trên mạng thì mình cũng thực hành cái hành vi đó luôn. Không? Là không nên. Dạ không có gì hết anh Trần Siêu. Êm rồi. Tất cả là đều êm rồi anh Trần Siêu. Và cũng gia tăng đồng và tuyên truyền cho người dân biết được cái sai cái trái, và không có để cho tụi nó len lỏi vào. Và lần này là bắt hết luôn anh Siêu. Trong thành phố này là họ bắt hết luôn á. Ở thằng nào họ bắt thằng đó. Vì đủ chứng cớ rồi anh Siêu. Đủ chứng cớ là một bọn khủng bố rồi, bây giờ đâu còn là kêu là xúi dục nữa, giờ xài chữ khủng bố cho nó nhanh. Vâng, bây giờ là khủng bố rồi anh Siêu. Thì do vậy là chúng ta là nên cảnh giác cao độ, đúng không? Nếu mà anh em nào mà có diễn đàn như anh Siêu cái gì đó, anh nên tuyên truyền cho người dân biết cái lợi cái hại, đừng có để cho tụi nó nghe lời xúi dục của cái lũ khủng bố này nữa, để mang tội mang tù tội nghiệp ta. Mình biết, mình có cái cơ hội hiểu biết được chút chút về vấn đề tuyên truyền thì mình nên tận dụng cái khả năng tuyên truyền của mình để mà mình nói đến từng người dân cho họ hiểu, họ đừng bao giờ nghe lời xúi dục của bọn chúng, kết quả không có tốt đâu, mang tù rồi mấy trăm ngàn ăn nó cũng hết rồi, đúng không? Đâu có ý nghĩa gì đâu.